Xin chào tất cả anh em nha, con xin chào tất cả các chú nha. Hôm nay về được mấy cái khoan với mấy cái bồ lồng, máy cắt với mấy cái đèn với mấy cái quạt nè. Rồi để mấy cục pin mà người ta nè. Để con vô em vô chi tiết cho anh em với các chú xem nha. Thì đầu tiên thì giới thiệu cái đèn Makita này đi. Đèn Makita này, đèn Makita lớn nha. Cái chiều dài của nó cũng cũng tầm 17 rồi. Chiều chiều cao của nó là tầm 10 cm đó. Nó xài bia chân pin Makita nha, chân pin phổ thông. Bốn phân á, thì em báo giá thì chưa bao gồm phí ship với báo giá cái đèn thôi, với mấy cái thang máy thôi nha, không có bao gồm pin. Pin thì anh em có sẵn thì mình sẽ tiết kiệm được, mình về mua xài thôi. Còn anh em không có pin thì phải mua pin thêm. Mua pin thì nó đẻ chi phí nó hơi cao. Tất cả thiết bị này đa phần thì nó sẽ em sẽ giới thiệu là cái nào chân pin Makita thì em báo chân pin Makita cho anh em dễ chốt nha. Cái đèn Makita lớn nè, nó xài tới hai chức năng sáng ở trong và chức năng sáng đầy đủ hết. Thành ra nó cho có hai chế độ, mình muốn tiết kiệm điện thì mình sáng chế độ này thôi, chế độ tiết kiệm điện thôi. Còn chế độ full đó là chế độ full, nó đầy đủ sáng hết luôn nha, rất là chá luôn. Rồi cái đèn lớn này là 320, cái đèn nhỏ này nó cũng hình thức nó cũng tương tự thôi mà nó là 220k. cái đèn không mà chưa bao gồm pin, nó cũng tương tự gian vậy đó mà nó nhỏ hơn. Thì nói chung có những cái đèn thị trường thì nó chế thì nó sẽ không có tính năng hai chế độ nha anh em, thành ra giá của nó sẽ khác. Còn đèn mình thì nó sẽ khác, đèn mình sáng tới hai chức năng, là hai chế độ sáng tiết kiệm với sáng full. Còn cái đèn này là 190, đèn này nó cũng xài chân pin Makita luôn, chưa bao gồm pin là 190. Chân pin Makita thì nó sẽ cái khoảng cách này nè, anh em đo là đúng bốn phân của nó nha. Còn đôi khi có những thiết bị để chân nó để là chữ Makita thiệt, nhưng mà cái chân pin nó ngắn hơn, nó khoảng cách nó gần hơn thì nó sẽ xài không được. Nó đèn này nè, nó có chức năng sáng màu à, nó 190, nó có thêm một cái cổng sạc dự phòng cho điện thoại nè. Cổng sạc cho điện thoại nó bấm nó mình ghim vô là nó sáng luôn, mình sạc điện thoại được. Đó, cái đèn này cái thân không là 190. Còn cái quạt này nó cũng xài chân pin Makita luôn. Đó. Ghim vô, nó có công tắc sau lưng này nè. Đó. Thì cái đèn này là nó, xin lỗi, cái quạt này là nó 220k đó. Cái quạt mát. Gió này đáp ứng đủ mát. Cánh nó bằng sắt. Nó hoàn 220 nha. Còn cái khoan này nha, khoan này thì hai chức năng thôi, khoan nó dít thôi chứ không có búa. Cái thằng này là 450, xài pin Makita luôn nha, xài mạnh lắm nha anh em xài ngày xài ra gia đình này cũng được, mạnh lắm, không than, mạnh lắm, khỏi chơi luôn, để tóc mượt lắm. Đầu nó 10 ly thôi, 450. Chân pin nè, chân pin 4 phân luôn đó, Makita luôn đó. Thì pin thì anh em không có pin thì cái đợt này thì em sẽ anh em mua thiết bị thì kèm theo thêm theo khuyến mãi cho anh em nha. Pin 4A là xài pin lithium nha, xài pin lithium 4A ở laptop. Đợt này thì em giảm giá cho 400 nha, còn 217 nè, 8A nè, laptop 900k nha anh em. Đó, có báo pin. Còn cái thằng này 3-400 là không có báo pin nha. Đó, anh em mua số lượng không giới hạn luôn, tại vì đợt này pin nó mới về đó, số pin nhiều lắm, pin mua 100 cục cũng có nè, rất là nhiều luôn. Pin này đóng sẵn vậy là 400 thôi, anh em mua thiết bị thì kèm theo thì em giảm giá cho. Đó, cái này là sát giá, tại bình thường tới 450 lần chưa bao gồm ship. Rồi cái khoan phải không, khoan mình ta lấy cái khoan lớn hơn đi, khoan lớn hơn là khoan
màu vàng 13 ly. Khoan màu vàng 13 ly nè. Khoan màu vàng đầu sắt 13 ly. Mình ở lấy căn cho ba cái mình. Lấy căn cho ba con. Nè, 13 ly. Đó, cái tiếng máy rất là êm luôn. Được tóc mượt không? Có bố luôn nè, có chức năng bố luôn thấy không? Đó, ba chức năng, đầu này 13 ly nha, đầu sắt rất là đẹp, 13 ly. Đó, không chỗ than luôn. Không chỗ than luôn nha. Nó có cái thông tin của nó trong đây. Thông tin cái lực siết này nọ đầy đủ hết trơn nha. Model này kia đó, dòng tua này kia đó 85 Newton đó. Dòng tua đó. 0 tới 608 tới 1007 vòng trên phút. Cái hờ nó quá im, cái hờ nó im lắm. Rồi cái thằng này là 700 nha anh em, thằng này chưa bao gồm pin là 700. Nó có cái hộp nè, nó có cái hộp, nó có hộp thì rất là đẹp luôn. Đó, để vô hộp còn khô. Cái thằng máy màu vàng đó, màu đậu 13 ly đó là 700. Còn cái ông bô lông lớn này là chữ mốt. Chữ mốt. Chữ mốt này nó đúng kỳ 7 luôn á, gần đúng kỳ 7 luôn. Còn cái thằng có thằng đầu 13 ly này là nó tới kỳ 6 và nguyên cái hộp luôn nha. Nè. Dalot. Dalot này chữ mốt. Nó có lực có này kia, có dòng tua này kia luôn đó nha. Thông số đầy đủ cho anh em luôn á. Đôi khi cái hàng đô anh em thì nó có 900 mà đôi khi anh em hỏi lực dòng tua này kia nhiều em cũng không biết đường trả lời, tại vì mình không có thiết bị đo trong đây. Thì hàng này nó hàng hãng, hàng này hàng hãng, thành ra nó có cái thông số của nó đầy đủ chân nè. Từ 0 dòng tới 1020, 2888, 3002 nè, 3003 nè, bằng 3 dòng trên phút nè, lực đó đầy đủ chân đó, thấy không? Nó thông tin thì đầy đủ chân. Nặng lắm, này tới thằng máy không 1.7 à, cầm là nặng tay lắm. Pin thì anh em chú ý đó, còn pin đợt này thiếu máy. Anh em lấy 4A này á. 4A nè, 4A này em đóng pin lithium đó. Lithium thoát khói. 4A đó, còn pin này là thì Samsung thoát khói là 900. Hả, đã không? Nghe tiếng đã không? Chạy garanti của máy vậy đó, máy xe vậy đó. Tiếng gió ra rất là mạnh luôn nha. Thời gió ra là hết lốc mạnh lắm. Mát luôn á. Mạnh khỏi chơi luôn, cái này là không giới hạn, mình mở xe máy cài này kia là bao luôn. Nó cái thằng này chịu bóp nha anh em. Nó xài hãng thì nó chịu khó mất một chút so với hàng no name. Tới cái máy cắt đi. Cái máy cắt này cũng dùng pin Makita luôn. Thì em quay thì em không có giấu giếm cái gì cho anh em chăng, ngoài cái hình ảnh nè, thứ nhất là hình ảnh đúng không, thứ hai là âm thanh cái tiếng máy này nọ thì nó trên cái clip sao anh em về thử cái gì, đôi khi anh em nghe cái tiếng thử trong clip á rồi về nhà thử nó cũng y gan vậy thôi chứ đâu có khác đâu. Có nhiều anh em thì không ưng thì em đâu có giấu giếm gì đâu, thì cái thằng máy này thì quay sao thì nó y gan vậy,
Thân không là 450, chưa pin. Tiếng nó kêu lớn lắm. Máy cắt đời tôi nó nhiều quá. Xài pin anh em xài pin cho nó pin nó chuẩn, vẫn xài pin mà pin pin ghé tiền thì nó tụt cái quất một cái tụt cái một hết trơn à. Còn pin mình pin đóng nè, mấy pin đóng này xài mới đảm bảo, xài pin chính hãng. Có thương hiệu đàng hoàng, mình đóng mình biết cái dung lượng của nó, chuẩn của nó. Đó. Đó, cái thang máy không, nó có cái đầu bảo vệ nè, tay cầm nè, đồ dẫn dẫn đầu này ra luôn nha. Đó, thì chỉnh lực, có nút chỉnh lực đây luôn nha. Nó chỉnh lực luôn đó. Quay nhẹ thì chỉnh luôn như này. Đó, thì thang máy này không nó là 450, thì em có quay gõ hết trơn rồi, không có gì cho mà để mà chụp hình lại chứ. Tại mình coi trên đây thì video nó sinh động hơn, đúng không? Sinh động hơn. Đó, đôi khi anh em mà kêu yêu cầu em là em chụp hình em chụp đâu. Em quay tại vì em cho em anh em xem hàng. Xem hàng trước khi thanh toán mà. Thành ra cái clip sau thì nó y gan vậy thôi. Đó. Còn cái thân này đó là nó là cái chân pin này là không có phải là chân pin Magneta nha. Cái này có phân 8 mà. Phân 8 mà, khoảng cách có phân 8 mà. Đó, xài 21V nha anh em. Cái thân này là nó 180k. Anh em đấu thì cho nó chuẩn, đấu xài thì nó hư. Còn không thì mình gỡ mà ba ngóc này ra nè. Gỡ ba ốc này ra, nó có chân cộng chân trừ, màu đỏ là chân cộng, chân đen chân trừ, nó dễ lắm. Thân này 0.8, nó xài 18V đó, 18k, 18V, đầu này đầu 10 ly, 21V. Thân không là 0.8. Còn cái thân phan này thì ngon lạnh gành đào luôn, 12V, mà đó giờ nó mới ra cái loại này, không than nha, xài không than. Thân này thì bán này còn mấy cái thôi, còn gặp 6-7 cái. Thân này là 380 lần, mắc lắm, nó không than thành ra nó mắc, xài đã lắm. Cái dòng quay nó rất là mượt luôn, cái mấy cái chỉnh mà cái bóp này nè, chỉnh siết ốc này nè rất là chuẩn nha, số 1 là rất là mịn luôn. Bên em bán hết là thành ra không có thử, để em kiếm ngày hết pin để em kiếm một bên thử cái. Rồi đó, đều tóc nó rất là mượt anh em, mượt dữ lắm luôn, không than. Cái tiếng này nó ấm lắm, không than thì đời tua nó cũng mạnh hơn ta nữa, nhưng mà đều tóc của nó quay nè rất là nhỏ, rất là mịn luôn. Cấp trượt của nó rất là chuẩn luôn anh em. Mười hai volt mạnh mẽ lắm, thấy vậy chứ 12V mà không than nó mạnh lắm. Đó, nó có cái chế độ chậm, chế độ nhanh luôn nè, thấy không? Đó, này đổi chiều nè, đèn sáng đây nè, cò bóp rất là mềm mịn luôn. Đó thì nó không có phải nhẹ đâu, nó nhỏ chứ không phải nhẹ đâu, tới 700g nè. Đó, cái thằng này là 1380 nha. Còn cục pin anh em muốn đóng thì em đóng cho luôn 160. Cục sạc tới 38.000 nữa. Cục sạc rẻ 38.000. Đó. Còn anh em muốn mua tự đóng thì nó có bộ vỏ mạch của nó 50k. Vỏ mạch có 50k. Có pin về mình đóng với 3 viên pin giờ mình xài nó được rẻ hơn. Đó. Thì anh em nào mà muốn mua về làm tự làm á, tự đóng á, em có hướng dẫn cái clip trên kênh của em luôn đó nha, hướng dẫn đóng pin tam giác mà không cần máy hàng luôn, mình hàng chì cũng dẫn được, nhưng mà yêu cầu phải máy hàng phải đủ nhiệt hàng nó mới dễ mua. Bên em có bán chì Nhật đó, anh em mua về chì đó về hàng là bao luôn, dễ hàng, nó nhẹ lửa thành ra mình hàng gì cũng được, cũng dễ.
cái sản phẩm cuối cùng là cái bộ này. Cái bộ này là nguyên thùng này là 800 nha, 800k. 800k nguyên cái thùng. Thùng này để mở ra coi gồm cái những gì nha. Đây. Thùng này chỉ có 800k thôi, phí ship nó chắc để em coi coi nó nặng bao nhiêu. Nặng bao nhiêu thì nó ra tiền phí ship. Nặng 3 kg. Nặng 3 kg là phí ship nó 34.000. Nó 34.000, còn mà cái 2 kg là nó có 26.000 thôi thì 34.000. Anh em chạy ra thì cái này là 834 đó. Gồm là sản phẩm gồm gì đây? Gồm một cái cuốn sách hướng dẫn, một cái dây đeo, cục sạc bàn, đầu bộ lông 22, 2 liêm 22 nè, đầu bộ lông 22, một cái máy, một cái thang máy, gồm hai viên pin, hai viên pin mới luôn, hai viên pin mới luôn. Ngóc ngóc lên chút. Xích lại. Rồi. Hai viên pin mới. Pin này thì nó rẻ tiền thôi anh em, thành ra cái bộ này anh em tính đi. Nội mà em bán cục pin này không là hết 400 mà nó để tới hai cục pin này. Nếu mà mình mua hai cục pin này bằng nguyên bộ này thì chất lượng của nó thì nó rẻ, thành ra cho nó tùy theo cái tiền nào của đó thôi. Bữa nào cái này cũng quay sao. Quay sao nó nghiêng quá. Nè, con bên mình đóng là 400.000 nè. Đúng trước 450 luôn. Nó 600g nè, còn con bên mà nó kèm theo máy nó để nó hạ giá thành nó bán nó có 500g mà, thành ra chất lượng pin của nó thì nó xài được thôi chứ không có lực lâu, nói chung là không được lâu luôn. Đó, có 500g à. Nó con pin của mình nè. Bên mình tới 600g nè. Con bên 217 nó bao nhiêu? 217 nó tới 900g nè. Đó. Thì cho căng nặng cho anh em biết cái so sánh dung lượng của nó, thì nói chung xài nó cũng bền đi nhưng mà nó mau hết thôi. Tại vì em cũng có xài con pin này nè, làm nghề mà nó nhanh hết lắm, mà nó được cái nó nói chung nó cũng bền chứ không phải không bền. Mình sạc xả nó nhiều cũng được nhiều lần lắm, xài cũng được cả năm đó mà nó mau hết thôi, mỗi tội là mau hết. Nó con pin này nói chung thì nó mới đẹp. Mới đẹp mà nó mau hết. Nó bởi vì nó kèm theo hai cục nè, cho mình xài hết thì mình si cua. Mình làm ngày thì nên xài cục pin cho nó chất lượng chút, còn này xài gia đình thì mình xài chấp nhận được thôi chứ không có nó đáp ứng được. Cái này nó xài tay mừ mà đưa vô không lọt đó. Tay mừ. Mày nó nhỏ hơn cây mừng chút. Đó, cái dít này nó lỗi. Để mở cái cục pin này ra cho anh em coi. Pin thì nhìn nó cũng
nó làm nó cũng đẹp đó, làm cũng đâu ra đó đó, mà pin nó rẻ tiền thôi, không cũng chất lượng như mới, nói chung là mới đẹp. Đó. Đó, nói chung cũng mới đẹp, đè đè nó cũng thấy, nó cũng đâu ra đó thôi, mà mỗi tội thì pin nó dung lượng nó không nhiều thôi. Thì cái bộ nó này nó giờ đó thì em nhắc lại nè, nó có cái cục sạc nha, cộng dây đeo nè, rồi sách hướng dẫn nè, một cái thang máy, một cái đầu khẩu 22, hai viên pin thường đó, nó đầu khẩu này là đầu bô lông 22, hai viên pin thường. Thì cái này bộ này trọn gói luôn là nó 830 đó, 830k luôn, phí ship đi cho nó gọn. Rồi, để em thử cho anh em xem nha. Cái này nó có con chỉnh tóc đàng hoàng nha, này tóc chậm nè, này tóc vừa nè, này tóc nhanh đó. Cái này thì mình mở phạm vi xe máy, đầu khẩu 22 thôi nha anh em, còn mà muốn chơi full thì chơi cái đồ cái này đi, cái này nó mạnh đó, mạnh. Cái này này mình bên này thì mình làm, nói chung thì xài gia đình với làm nghề, mà mình làm nghề ở dưới sửa xe này kia thì được thôi, chứ mà đừng có lên nóc nhà này, pin này nó đông bắn mau lắm. Còn anh em nào muốn mua thang máy xe lẻ thì em xe lẻ hết luôn cho, xe lẻ thì nó sẽ thang máy là không là 400, thang máy không 400 là lấy thang máy không nghe, không lấy gì khác nha, không lấy hộp lấy bọng gì chân nha. Còn pin thì một cục 200 đó. Nói chung mình xá lẻ thì mình phải lời rồi, lời hơn mình bán nguyên trọn bộ, trọn bộ thì anh em ngỡ hơn. Cục sạc này tới 90k là thì anh em muốn chơi, muốn mua lẻ thì em cũng bán lẻ luôn cho. Lẻ thì nó bán đồ món thì nó động đồ, mà nó được cái lời nó nhiều hơn mình mà bán nguyên bộ. Nó vậy. Rồi. Thì cảm ơn anh em đã xem clip nha, thì cái bộ sản phẩm này nó cũng đã hết, cũng hết cái clip hôm nay rồi. Cảm ơn anh em đã ủng hộ, chúc anh em một ngày chủ nhật vui vẻ nha, vui vẻ sức khỏe, vui vẻ sức khỏe bên người thân gia đình của mình nha. Rồi em xin cảm ơn và thân chào.